Sau đó, có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến với Đức Chúa Giê-xu và hỏi rằng: sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp: thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Sau đó Ngài gọi dân chúng đến và phán: hãy nghe và hiểu. Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế, nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới là ô uế con người. Sau đó các môn đồ đến thưa với Ngài: thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời này không? Ngài đáp: cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố. Phi-e-rơ thưa rằng: xin thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con. Đức Chúa Giê-xu hỏi: các con cũng vẫn không hiểu sao? Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới là ô uế người. Vì từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu: giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Còn việc ăn không rửa tay chẳng làm ô uế người đâu. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu đi vào khu vực thành Ti-rơ và Si-đôn. Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến nài xin Ngài rằng: xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: ta được sai đến chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng: lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp: lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng: hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn. Điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Mama. Đức Chúa Giê-xu rời nơi ấy, đi dọc theo biển Ga-li-lê. Ngài lên núi và ngồi tại đó.
Bây giờ có đoàn người rất đông đến với ngài, đem theo những người què, mù, câm, tàn tật và nhiều người yếu đau khác đặt nơi chân Đức Chúa Giêsu. Ngài chữa lành cho họ. Vì vậy họ rất kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù thấy được. Và họ ca ngợi Đức Chúa Trời của Israel. Kế đó Đức Chúa Giêsu gọi môn đồ đến và phán rằng: Ta cảm thương đoạt dân này, vì họ đã ở với ta 3 ngày, bây giờ không có gì ăn cả. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, e bị xỉu dọc được chăng? Các môn đồ thưa: Giữa nơi hoang mạc này, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho đoàn dân đông đảo này ăn? Ngài hỏi các môn đồ: Các con có bao nhiêu bánh? Họ thưa: Có 7 cái bánh và vài con cá nhỏ. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, lấy 7 cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra. Trao cho các môn đồ để họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Những mẫu bánh thừa thu lại được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000 người, không kể phụ nữ, trẻ em. Sau khi cho dân chúng về, Ngài xuống thuyền qua miệng Magadan.